Đại gia điếu cày Lê Thanh Thản bị truy tố sau 3 năm điều tra. Sau hơn 3 năm bị khởi tố điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước Tòa án Nhân dân cung cấp để xét xử về tội lừa dối khách hàng. Ngày 23 tháng 4, được biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước Tòa án Nhân dân cung cấp để xét xử về tội lừa dối khách hàng, theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015. Cùng vụ việc, Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Duy Uyển, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, nguyên Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông, Mai Quang Bài, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 Bộ luật Hình sự 1999. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2019, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đồng thời thực hiện khám xét trụ sở công ty tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thu giữ nhiều tài liệu. Một tháng sau đó, lần lượt ông Nguyễn Duy Uyển và những người còn lại bị bắt. Ở tội danh lừa dối khách hàng mà ông Lê Thanh Thản bị điều tra có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu BIMES. Đây là công ty mà ông Thản đứng tên làm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Việc cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Lê Thanh Thản để làm rõ, xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư BIMES tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Trước đó, nhiều khách hàng đã lên tiếng phản ánh một số bức xúc sau khi mua căn hộ tại CT6C của công ty BIMES ở phường Kiến Hưng, Hà Đông. Dự án chung cư CT6 do công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu BIMES làm chủ đầu tư được quy hoạch thiết kế được duyệt là 2 tòa, gồm CT6A và CT6B. Tuy nhiên, trong thực tế, chủ đầu tư đã tự ý xây thêm 4 căn biệt thự và tòa CT6C cao 30 tầng, sai quy hoạch được duyệt. Bức xúc vì không được cấp sổ hồng, các hộ dân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng của Hà Nội.